Hello. Bây giờ là 6 giờ 15. Những miếng steak bắt đầu ra. Đây. Đó. Hot boy nhà bếp. Mình sẽ ra trong bếp này nha quý vị. Ok. Đây là steak nè. Chúng ta có salad nè. Đó. Đó. Tất cả những cái gia vị này là sẽ gia vị này sẽ vào. Sẽ vào ở trong sẽ vào và đang canh tí cho miếng bò steak. Bên này là gà. Đây những miếng gà đấy. Wow, woo, đúng chưa? Đó là steak. Sướng lắm. Đây là món gà nướng Mỹ nè. Những miếng gà nặng khoảng chừng 280-300 gram đang chuẩn bị. Cá hồi tươi. Ngon lắm, ngon lắm, ngon lắm. Bạn này đang chuẩn bị món cá hồi với lại khoai tây chiên ha. Bà đang đẹp quá, good quá. Đây là Vương Sơn đang đứng trước bếp, như là bếp. Thức ăn sẽ từ trong bếp mang ra đến đây và các bạn ở trong bếp sẽ chuẩn bị thức ăn thật kỹ. Nói chung là đến hôm nay là đã hơn một tuần Hấp Lao đón rất nhiều khách. Mỗi một ngày như vậy thì phải ra khoảng chừng từ 50-60 miếng cho tới hơn 100 miếng steak. Salad. Đây là garlic bread. Chuẩn bị nha. Ok. Giờ đây bên này ok không? Dạ. Mình sẽ bây giờ bên này ok không? Cảm ơn. Mình sẽ đang live trên Facebook. Cảm ơn anh. Còn nha. Dạ còn. Con không gái con không? Con không. Sẽ tiếp khách xíu nha. Có lẽ là mấy bạn Mường Sơn cũng sắp đến, chút xíu Mường Sơn gọi lại quý vị nha. Chút xíu nữa đến. Ok.